Con lo nhìn cái gì đấy, vào học đi. Với lại đề hôm qua mẹ giao cho con đã làm chưa? Sao hôm qua không làm? Cả đống thời gian mà không làm. Tối hôm qua con làm cái gì đấy? Đây, con làm cho mẹ cái đề này. Với lại thêm một đề nữa nhá. Đồ ăn trưa mẹ để ở trên bếp ý. Trưa nay mẹ không về đâu, con tự ăn đi nhá. Vâng ạ. Thôi mẹ đi đây, sắp muộn giờ làm rồi. Mai ơi, Mai ơi, xuống chơi với tớ đi. Mai, xuống chơi đi. Mai, xuống chơi đi. Mai ơi, bọn mình cùng chơi đi. Mai ơi, xuống chơi với tớ đi. Mai, xuống chơi đi. Mai ơi, xuống chơi với tớ đi.
chưa? Hay là cũng chúng ta hỏi xem. Thôi tớ ngại lắm. Sao cũng làm được mà. Nhưng cậu có cần giúp gì không? Tớ mới về nhà. Tớ thấy cô trông quen quen. À, cậu có phải là cái bạn mà ở chung cư không? Sáng nay bọn tớ chơi đấy đấy. Cậu có cần giúp gì không? Vậy để bọn tớ đưa cậu về nhà nhé. May mà cậu gặp được bọn tớ đấy. Thôi, bọn mình đi đi. Đi. Đi 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 đi. Con không nhớ lời mẹ dặn à? Mẹ cấm con ra ngoài cơ mà. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con không thể tự lo cho bản thân mình được. Mẹ lo cho con không biết à? Ở trên công ty mẹ cũng nhiều việc, nhiều áp lực lắm chứ. Bây giờ con lớn rồi, con trưởng thành rồi. Con lo nghĩ cho mẹ một chút được không má? Sao mẹ cứ đặt hết áp lực của mình lên con vậy? Đã bao giờ mẹ đặt mình vào vị trí của con chưa? Con cũng cần một người bạn. Chưa bao giờ muốn đặt áp lực của mình lên con cả. Mẹ chỉ muốn con biết rằng là mẹ yêu con thôi. Nhưng mà... thôi được rồi. Bây giờ mẹ nghĩ con cũng đã lớn rồi. Con cũng đã trưởng thành rồi. Con có thể tự quyết định được mọi chuyện của mình. Thông cảm cho mẹ con mà. Mai ơi.